bắt cái này lên sáng. À, lát hai đứa lại khu quạ. Hơi hơi sáng không? Đừng có nhảy, bất thường đang canh rồi, đừng có nhảy. Nó chán luôn, để đèn này nó chán. Nó lên nó sáng rồi chứ, để đi đi. Hả? Sao? Ok, được rồi. Quay phim hả? Hơn. Phim đến mẫu quạ. Chuyên viên điện nghe. Con đừng có nhảy lắm, bị chết hình rồi. Con nói chào bạn con rồi đi. Chúc bạn con Giáng sinh vui vẻ đi. Đâu mà bật cái đèn kia lên cho hơn, bật cái đèn kia lên cho coi thử coi cũng hả? Không này rõ, nó quay nè. Xu mà thấy giữa. Hả? Nó đèn đèn nó đèn. Rồi nó đứng nói đi. Nó nói gì đi? Yeah. Nói cái gì đó cứ nói lên. Đi lên ta thử coi đi, quay kìa. Bật cái đèn này nó sáng quá đi. Cái nó nghe cái. Nghe đi cái được là xong. Đúng rồi, chứ nó mới cái mệt đi. Hử? Con cảm ơn các bác. Sáng không? Sáng nhớ. Cho con quà. Con cảm ơn các bác. Đang quay đó. Con đang thích là cá chú. Ừ. Cảm ơn các bác. Con cảm ơn. Đó, đó. Phần nói khu hơn Kim đó. Phần nói từ từ good nè, thấy không? Xin Kim nó lại đi nè, Kim nói bị quay không có rõ rồi. Đọc Kim nó lại. Đứng lại này nè, mới thấy mặt con nè. Đó đi. Rồi, đứng lại. Đó, bắt đầu nói được rồi, nói đi. Con cảm ơn các bác, các chú. Con cảm ơn các bác đã cho con quà. Con chơi cái nhiều đồ chơi. Con cảm ơn các bác rất nhiều. Con chúc các bác, các chú ba thích được một mùa đồ các em bác ra. Quà thằng này còn giỏi chứ. Mà chừng nó không ai bày hết từ nó luôn. Nó lại luôn mới gờ chứ. Rồi phim Phình nói lại được không? Ừ, nói luôn, chơi luôn con. Đúng rồi, hôm nay có bếch đất để bát nào mà. Con bếch đập bát, bếch lớn. Cảm ơn bác Hai. Cảm ơn bác Hai. Cảm ơn bác Lệ. Cảm ơn bác Tú. Cảm ơn bác Hưng. Cảm ơn chú Hưng. Cảm ơn chú Tài. Chú Tài. Ông phô. Bắt cái đèn người như sáng hơn. Để chú bật lại thôi. Ông ngoại. Ông ngoại. Cái chú này nó chó. Đúng rồi, nó đẹp rồi. Đúng rồi, đẹp rồi. Rồi, đủ rồi. Rồi, Merry Christmas. Ừ, cảm ơn mày. Đúng rồi. Cảm ơn ba. Ừ, đúng rồi. Có phần. Cảm ơn. Ông ngoại, bà ngoại. Giỏi. Đừng rớt rớt con chóc, đừng có chống tay. Đừng mà nó rớt. Để đó thôi. Wow, thấy Phình giỏi không? Con kiến tặng cái gì cho bà ngoại? Con tặng Phình có quà tặng cho bà ngoại. Rồi đây, mở nhạc để mở nhạc cho mở quà cho bà ngoại đi. Rồi. Con mở mình con cũng có nè. Rồi. Con có. Rồi có, rồi, mở đi. Rồi, rồi. Rồi, rồi. Rồi, bọc sức bò đánh kìa, đùng đùng kìa. Hả? Quá tặng quà luôn. Con rồi. Ok, mở đi. Nè, okay, mở đi. Để cho sáng lên Phình. Nhìn lại đi. Tốt. Đừng có chấm con quà sao nè, đó cái coi. Chuẩn bị chưa, chuẩn bị chưa? Chuẩn bị rồi, con mắt nhặt men. Thì nhỏ không đụng đụng. Wow, chuẩn bị cái quà nữa. Chuẩn bị chiếm nhặt nữa, không tiền trà không mất. Nhiều quá, lần đầu tiên là... Happy birthday. Đó. Merry Christmas. Happy birthday. Chia sẻ Merry Christmas to the Christmas. Merry Christmas to the Christmas. Rồi, mở đi, mở quà đi. Không biết quên kết mặt. Mẹ thấy đường mở không? Đó, rồi. Mà kệ nó tối được chứ không? Không đi không? Đó, hay quá. Hả? Đó, xin mở quà, mở quà. Đó, mở rồi. Đó, hai đứa nhảy đi. Rồi, hai đứa mở mì lại.